Thưa quý vị, ngày hôm nay 23 tháng 4, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và mở rộng xuống các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu, khiến nền nhiệt giảm khoảng 4 độ C và trời chuyển mưa rào. Trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến cuối tuần và ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, kế hoạch vui chơi của người dân trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Hà Nội và một số tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn từ 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai 24 tháng 4, khi bộ phận không khí lạnh tràn xuống nước ta, Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rông. Đến chiều và tối mai, vùng mưa mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi mưa to và rông mạnh. Đến thứ Tư ngày 25 tháng 4, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gồm cả Phú Thọ sẽ có mưa rào và rông. Kiểu thời tiết này sẽ không thuận lợi cho các hoạt động lễ hội ngoài trời cũng như kế hoạch đi chơi của người dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương các tỉnh miền núi cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa và tác động yếu của không khí lạnh, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 25 độ, trời se lạnh về đêm và sáng. Tuy nhiên, về cuối tuần, nền nhiệt khu vực sẽ tăng dần, thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.